Kiệt và đường Trung Trụ Hội Nhân, thượng đài gốc đài đỏ. Mời võ sĩ Đinh Văn Viết và đường Kim Hoàng Hội Nhân, thượng đài gốc đài xanh. Ngồi lên. Để đi vô đi, cho anh hai vô ngồi. Anh hai vô ngồi lên. Bước vô, leo lên, thở. Ngồi lên, ngồi lên. Hai bác sĩ vào giữa. Chậm ngay. Hiệp thứ nhất chuẩn bị. Bắt đầu. Dương lạ giữa xanh lâu găng điểm ngã cho bà sĩ gốc đỏ chuẩn bị đấu. Ra giữa. Đấu. Ra giữa. Dừng. Điểm ngã cho vài sĩ góc đó. Ra giữa. Những dân tộc vô. Những dân tộc vô. Những dân tộc vô. Những dân tộc này nơi nước quá mà. Nói dân tộc này. Những dân tộc vô. Những dân tộc vô. Tập vô tướng. Những dân tộc vô. Thấy chứ gì. Dừng. Chuẩn bị. Đấu. Quay lại. Đấu. Dứt hiệp thi đấu thứ nhất. Lưu ý. Hiệp 1 đỏ thắng. Các bác sĩ vào giữa. Hiệp thứ 2 chuẩn bị. Đấu. Dừng. Điểm ngã cho vài sĩ góc xanh. Dục luôn. Dừng. Đấu. Dừng. Ra giữa. Đấu. Quên luôn. Dừng. Kéo mũ giật rồi. Ra giữa. Chuẩn bị. Đấu.
đúng rồi, của mình đứa là sức khỏe không gặp luôn. Sơn đó lâu ghen ra chưa? Đâu? Dừng. Chân đó, lâu ghen. Đâu? Dừng. Ra chưa? Nhắc nhở võ sĩ gốc đại xanh tuyệt đối tuân theo câu lệnh trong tay. Dừng. Dừng. Ra chưa? Đâu? Đó. Quay lại, tiếp tục. Dứt hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp hai đảo thắng, toàn trận đảo thắng. 12 võ sĩ vào giữa. Chấp nhận sành thắng ngàn quân qua. Kết quả trận đấu, chiến thắng thuộc về võ sĩ gốc đỏ Cao Thanh Kiệt và đường trung trụ Hòa Nhơn. Mời trọng tài Nguyễn Kim Tâm.